Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay trong video này mình sẽ quay một số con ẹt cực đẹp cho anh chị và các bạn nha. Rồi, mình với anh Dương nha mọi người. Chào anh Dương. Chào bác, chào anh em. Thì anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ tới cái địa chỉ và số điện thoại. Xe đó là xe cọp nha mọi người. Đó, anh em cứ chụp lại cái đây, số điện thoại đó. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ báo giá như con ẹt cho anh chị và các bạn luôn. Báo giá một số con đẹp đẹp một tí cho anh chị và các bạn nha. Với lại trong này thì có ẹt rồi Sonic nữa trong video này. Rồi, mẫu này cũng là lắm người hỏi rồi. Con này thì hàng mới về chưa rửa nha mọi người. Mới về chưa rửa thì anh chị và các bạn mình xem đi. Đó là một con ẹt đen nhám. Mẫu này là 29 nha mọi người. 29 là tem xanh này, anh chị và các bạn lưu ý giùm em ơi. Màu xanh. Thì ở đây mua trả góp thì đơn giản lắm mọi người. Mua trả góp thì chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Con này đi công 3.336 coi. Đó. Máy móc thì là thi thầm nha mọi người. Cặp 35 triệu anh. Hả? Cặp 35 triệu. À. Đó. Xe 29 đi 3.000 coi thì không khác gì một con xe mới. 35 triệu mà đặc biệt là mình trả tầm 35 triệu bao hồ sơ nha mọi người. Mọi người nhớ là bao hồ sơ và trả thì tầm 4 triệu là các bạn nhận xe rồi, mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Còn ngoài ra thì em đây. Con này là ẹt nè, cam đen. Đó. Toàn là đời mới nha mọi người. Đèn led 3 khuôn. Đó. Đây biển số chính cho anh em đây. Cũng 35 triệu luôn, bao hồ sơ cho quý anh chị và các bạn nha. 35 triệu bao hồ sơ. Mà mua xe thì mang theo chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe tầm 4 triệu là các bạn nhận xe rồi. Con này đi có 4.875 coi thôi. Rất là nhiều anh em tới ủng hộ anh Dương. Xe đây là tất cả là xe chính chủ, bao không tới ngã. Dạ. Bảo hành máy 1 năm. Dạ. Bao zin luôn. Đó. Rồi. Đây, các bạn nếu mà màu đen rồi màu cam thì phải nhắc tới màu trắng đỏ đen nha mọi người. Dạ. Như trước mặt con này là anh chị và các bạn là một con trắng đỏ đen mà bọc keo nguyên con. Con này là 220 nha mọi người. Đó, này cái mẫu tem này, mẫu tem mới nè mọi người. Bọc keo nguyên con. Rồi biển số 70 luôn nè. 52824. Đó, biển số cũng đẹp luôn. Con này đi có 2.453 coi. Đồng hồ là bao chuẩn cho anh chị và các bạn nha. Xe các bạn thôi không? Đụng khảy nổ. Hai chìa khóa luôn nè. Máy thì thầm. Con này thì giá nhiêu anh? Dạ, 36 triệu bao sơ. À, 36 triệu bao sơ. 2-3 ngàn thì nói chung là khỏi cần phải bàn về chất xe mọi người. Dạ. Bọc keo nguyên con. Đây này, anh chị và các bạn mình xem này, bọc keo nguyên con này. Tất cả là nói chung là bao hết cho anh chị và các bạn luôn. Rồi, ví dụ như cái con này. Con này cũng rất là nhiều người hỏi này. Màu này gọi là cũng hốt á. Cam á, thường nó có cam đen. Rồi cam xám. Cái này là màu xám nói nè. Màu này là mắc, mắc hơn mới có màu cam đen kia mà. Dạ. Xe này là mới về chưa có rửa nha mọi người. Kẹt cho bạn anh em. Biển số 81 này. Cái này bán bao là anh em không té ngã. Bao xi gin toàn tập cho anh em. Bao zin bao không té ngã. Dạ. Con này là giá là dạ, giá 3x anh ơi. À 3x. Hàng xe cam nhám. Cam nhám đi có 5.286 coi thôi. Dạ. Biển số 81, anh chị và các bạn nào mua, nhưng mà mua con này chỉ cần 4 triệu là mình nhận được xe này. Đó, ẹt gọi là bao la bát ngát luôn. Và ngoài ra thì nếu anh chị và các bạn quan tâm tới con ẹt biển số 62 này cũng là xanh GB 34 cũng hàng mới về. Đó, 34 triệu bao hồ sơ nha quý chị và các bạn. Mà trả tầm 4 tới 5 triệu là các bạn nhận xe, mang theo chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe. Anh chị và các bạn nào mình mua thì mình cứ liên hệ qua hai số điện thoại trên màn hình đó. Nên qua con nó đi bao nhiêu ngàn?
Đó, con nó đi 16 nha. Xe cộp nha mọi người. Anh chị và các bạn mình cứ tới đi. Xe chắc xe đẹp. Rất là đẹp luôn. Rồi, về con Winner V1 màu đỏ đen hàng mới về nè mọi người. Đó, anh em mình nhìn con này là cũng ngất ngây gà toi luôn á. Nhìn quá phê luôn. Đúng rồi. Con này 2019 luôn. Yeah. Mà có 32.500.000 bao hồ sơ đúng không? 32 triệu anh. À 32 triệu bao hồ sơ. Đó. 32 triệu là bao hồ sơ rồi. Rồi. Ngoài ra thì con này là Vario này mọi người, Vario 150 là 46 triệu bao hồ sơ. Vario 150 46 triệu bao hồ sơ. Còn nếu mà 125 á là 36 triệu bao hồ sơ. Rồi, lại một con màu ẹt màu trắng đỏ đen nữa nè quý anh chị và các bạn. Bao phê. Con này là 3X cho mọi người. Con này đi có 2.762 coi thôi. Đó. 2.762 coi. Giá con này, trả con này là tầm 4 triệu là các bạn nhận xe nha. Đó. Quay nhìn gì cho anh em chiêm ngưỡng thôi. Rồi, về Sonic này mọi người, Sonic thì luôn luôn hàng nó luôn về luôn nhiều nha mọi người. Thì đây là lô hàng mà mới về trong hôm nay, nó về hơi muộn một tí nha mọi người. Bốn em này là hàng 220 cho quý anh chị và các bạn luôn nha. Hàng 220. Để cho anh chị và các bạn ghi màu trắng đỏ nha mọi người. 3950 nha anh em. Số 70. Không khác gì một con xe mới nha mọi người. Xe đi 6.000. Trắng đỏ. Gì? Giá con này là 50 nha mọi người. Đã tầm 7-80 triệu là nhận xe. Con bên này là biển số 68780. Con này đi có 3.900. Đi chỉ 2 nữa. Đó cũng hàng 50. Trả trước tầm 7-8 triệu cho mọi người. Đây bọc keo nguyên con luôn nè. Đó. Con là xe đẹp không nè. Con bên trong cũng tương tự, con bên trong biển số con đông là hồ sơ có sẵn anh. Hai dạ. Con này là hồ sơ có sẵn luôn. Dạ, cũng 50 triệu bao hồ sơ luôn. Dạ, đó. Bốn con này là 220 hết nha mọi người. Dạ. Trả tầm 7-8 triệu á. Ở trong kia lô, trong kia là size chia. Đó, size chia nha mọi người. Size chia thì hàng 4X trả cũng 5-6 triệu là các bạn nhận xe rồi. Đó, quay nhị cho anh em thôi. Con này là Vario 125 nè, 36 triệu bao hồ sơ. Con trong này là bao nhiêu anh? Dạ. Con này là 29.500. À 29.500 bao hồ sơ. Dạ, mắc cây à. Đây nè. Đó, nè, con bếp ga nha mọi người. Ừ. Trả tầm 3-4 triệu là các bạn nhận xe rồi. Đó thì ngoài ra thì Winner X thì bao nhiêu? Anh chị và các bạn mình nhìn đi. Mình nhìn số lượng nhiều như thế này á, các bạn mua thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại á. Đó. Xe thì rất là nhiều cho quý anh chị và các bạn luôn. Xe lăn bánh chưa lăn bánh đều có hết. Trả tầm cứ 3-4 triệu, 4-5 triệu á. Dạ. Mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Xe đó thì bao zin, bao không tí ngã cho anh chị và các bạn nha. Tất tiện có em GTR ra nữa nè mọi người. Hàng mới về, bao chắc cho anh chị và các bạn luôn. Rồi thì mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn á. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua những con nào thì mình nhanh chóng mình liên hệ về. Dạ. Cái địa chỉ là 193/3A, khu Hòa Long, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Đi tới chợ Lái Thiêu hoặc cầu ông bố alo cho anh á. Dạ. Anh đón á. Anh bao hết cho anh chị và các bạn rồi, rất là nhiều cái bao khi quý anh chị và các bạn mình tới đây mua. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nhé.